Hello, xin chào. Chúc các anh chị và các bạn luôn luôn an lành và mạnh khỏe ha. Rồi, video hôm nay tôi chia sẻ với các anh chị và các bạn các kiểu tóc chải cổ điển bình dân cho tuổi trung niên ha. Kê lược đi tâm các bạn, chúng ta chải lược từ dưới lên ha. Sống lược chạm da đầu làm điểm tựa và đầu răng lược chúng ta hở ra cách da đầu 35 độ nha các bạn. Đó, chúng ta đi tâm từ dưới lên ha. Để phá cái tầng này các bạn, đó lược chải ngay vị trí đó ha. Chúng ta cắt cái tóc nó chạm cái đầu sóng lược ở dưới đó các bạn, cắt cái ngọn thôi ha, cắt bí cái ngọn thôi, khoảng vài mili thôi các bạn, đừng cắt sâu quá ha, sâu quá nó sẽ bị lõm vào á. Như vậy thì cái tầng nó sẽ biến mất các bạn. Đây các bạn nhìn thấy ở trên nó bám vào luôn cái cạnh nó liền mí lúc xuống luôn ha. Tiếp tục tôi cây lược tôi đi lại cái nền ở đoạn giữa các bạn, cái đoạn tiếp giáp này lên phía trên á, cho nó liên kết lên ha. Nền này là nền xanh đen nha các bạn, tuổi trung niên thì người ta không thích trắng chân ha. Cây lược đi lan tỏa về cái phần ở phía sau vành tay bên trái nó luôn nha các bạn, đi xuống cái phần đuôi gáy luôn ha. Rồi làm cái viền chân viền này các bạn, cho nó mỏng đi và cho nó đều lên ha. Và chấn cái mai luôn nha các bạn, bo viền trước và sau mai và viền vành lỗ tai và chấn luôn cái viền ở phía sau vành tay sau bên trái này luôn ha. Cắt tới đâu thì chúng ta làm cho nó sạch sẽ gọn gàng tới đó luôn các bạn. Cái phần chân viền này khi chúng ta đi giáp cái vòng khung đầu này rồi thì chúng ta khỏi quay lại chỉnh sửa phần chân viền này ha. Ok. Ở cái phần sau gáy này các bạn, cũng kê lược ha, sóng lược chậm da đầu và đầu răng lược cũng hở ra cách da đầu 35 độ độ trên nha các bạn. Chúng ta cũng đẩy tông từ dưới lên đó, đi lại theo cái dốc của cái cây lược chúng ta đã đặt cố định vị trí đó ha. Và chúng ta đi đẩy hết cái hành trình tông thì các bạn nhìn thấy cái tầng nó rất cạn và có thể nó không có tầng luôn nha. Tôi cũng cây lược, tôi đi lại cái đoạn tiếp giáp ở giữa các bạn cho nó liên kết lên luôn ha. Cái viền ở dưới gáy này các bạn thấy nó nhiều sấy mà nó giận nhiều ha. Ở đây thì tôi vuốt cho nó sạch cái phần chân viền trước. Sau đó tôi kê lược tôi đi lại cái nền này một lần nữa các bạn, cho nó liên kết lên ha, nó mờ dần luôn. Ok. Các chị và các bạn thấy video trên kênh có hữu ích thì có thể đăng ký kênh ủng hộ, nhấn chuông nhận thông báo để đón xem những cái video mới tiếp theo nha. Và khuyến khích ủng hộ một like để có thêm động lực cho nhiều video mới hơn nữa ha. Ở cái bước này thì các anh chị và các bạn có thể sử dụng cử 3mm ha, chúng ta vuốt từ ở dưới viền ở dưới gáy cho nó lại lên trên cho nó liên kết vào là ok. Ở đây thì tôi kê lược tôi đi nó hơi lâu chút xíu nha các bạn. Thì cơ bản tới đây thì cũng đã hoàn thành cái form sau của cái phần gáy này rồi ha. Phía sau vành tai bên phải này cũng kê lược đi tương tự nha các bạn. Chúng ta cũng đi từ chân viền lên ha, hướng lược ra ngoài ha, sóng lược chạm da đầu làm điểm tựa và đầu răng lược chúng ta hở ra cách da đầu 35 độ độ trên nha các bạn. Và chúng ta cũng đẩy hết hành trình tông từ dưới lên luôn ha, đi lại theo cái dốc của cây lược á. Các bạn đừng có đẩy cắm sát da và lên tới trên, các bạn móc ra thì nó để lại cái tầng rất dày ha. Chấn luôn cái viền phía sau vành tay bên phải này luôn nha các bạn. Ok ha. Ở cái size bên phải này, cái phần phía trên vành tay phía trước này ha, và chúng ta cũng kê lược đi cho cân xứng với cái bên trái này nha các bạn, cũng đi từ dưới lên, tính từ viền vành lỗ tai lên 6cm nha, chạy cao nha các bạn. Rồi chúng ta tiếp tục đi lại cái nền ở đoạn giữa này các bạn, cho nó liên kết lên ha, tức là nó mờ dần. Nói tiếng mờ dần chứ nó là nền xanh đen nha các bạn, ở dưới nó xanh lên trên xanh đen và đen luôn ha. Kê lược đi tới đi lui nhiều lần ở cái nền của cái phần giữa này các bạn, cho nó mực luôn nha. Và chấn luôn cái viền vành lỗ tai này ha, bo cho mực luôn. Và chấn mai và bo viền trước mai luôn nha các bạn. Đó, ở cái phần phía trên này các bạn, đó nó còn chỗ đó nó hơi đen chút xíu ha. Kê lược đi lại một lần nữa cho nó mượt luôn nha các bạn.
Thì tới đây cái phần đi khung sai bên phải này cũng đã hoàn thành luôn nha các bạn. Máy này tương đối ngắn và mỏng các bạn. Ở đây chỉ xo ngọn lại cho nó đều là ok ha. Thì cũng bằng cách kẹp tay vào tóc này, chúng ta kéo thẳng chân tóc vuông góc với da đầu nha. Và chúng ta cắt những ngọn tóc dài phía trên ha. Những cái ngọn tóc mà nó chạm kẻ tay chúng ta giữ lại nha các bạn. Các bạn mà cắt sâu xuống quá thì nó sẽ bị lỗi ha, nó lợm. Rồi cũng bằng cách xo này chúng ta xo cho giáp cái phần đỉnh của cái form phía trên này luôn ha. Các anh chị và các bạn thấy video trên kênh có hữu ích thì có thể đăng ký kênh ủng hộ, nhấn chuông nhận thông báo để đón xem những cái video mới tiếp theo nha. Và khuyến khích ủng hộ một like để có thêm động lực ra nhiều video mới hơn nữa ha. Ok, cái phần xo máy cũng đã hoàn thành nha các bạn. Thì do khách yêu cầu tỉa lại cái nền ở cái xung quanh của cái form này cho nó gọn lại các bạn. Chất tóc này thì nó thô và nó bung chỉa ở phía cái form đoạn giữa này các bạn. Ở đây tôi sử dụng kéo tỉa, tôi tỉa nhẹ lại ha. Tỉa cái phần ngọn thôi, ngay cái cạnh thôi các bạn. Đó, bấm ngay cái mí ngọn khoảng 2-3 ly thôi ha. Đó, tôi bấm chậm các bạn nhìn thấy, bấm ngay cái đầu ngọn tóc thôi nè. Ok. Như vậy thì cái tóc này nó sẽ ôm vào luôn nha các bạn. Rồi ha. Xịt nước làm ẩm chân viền và chúng ta cạo viền nha các bạn. Thì viền nãy các bạn nhìn thấy tôi chấn bằng tông thì nó tương đối sắc ha. Ở đây cạo sạch sẽ lại thì nó nét là ok nha các bạn. Viền ở cái chân mai này nãy chúng ta chấn bằng tông rồi, cạo luôn cái phần chân mai này luôn nha các bạn. Sai bên trái cũng tương tự ha, cũng xịt nước làm ẩm chân viền và chúng ta cạo tóc xung quanh cái chân viền này cho sạch sẽ là ok. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã ủng hộ theo dõi xem video trên kênh của Vũ Ly. Xin chúc các anh chị và các bạn làm ăn phát tài, vạn sự như ý, nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, gặp nhiều may mắn và cũng như thành công trong công việc. Ở phía sau này cũng cạo luôn nha các bạn. Nãy tôi chấn lúc đầu video rồi ha. Cạo sạch sẽ xuống dưới là hoàn thành luôn cái tóc nha các bạn. Chải sơ sơ cái tóc để cho vào nếp để kết thúc luôn cái video nha các bạn. Đây là cái kiểu tóc chải bình dân ha. Mái chải 73, chải cao nha các bạn, cho khách tuổi trung niên ha. Ok, cái tóc khi đã hoàn thành nha các bạn, mai trắng viền sau gáy trắng ha, nền ở trên xuống các bạn nhìn thấy suôn mượt hết ha. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã ủng hộ theo dõi xem hết video. Các anh chị và các bạn xem và cảm nhận dùm nha. Hẹn gặp lại vào những video mới tiếp theo.